Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, thiên tai, dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp khó lường. Nhiều bệnh dịch mới xuất hiện có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu tiếp tục đặt ra những thách thức, những trở ngại trong phát triển ngành chăn nuôi. Do đó, năm 2024 dự báo vẫn là một năm nhiều thách thức khó khăn đối với ngành chăn nuôi trong nước. Và trong thời gian qua, dù là chi phí sản xuất tăng, thế nhưng tình hình tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lại gặp nhiều yếu tố bất lợi. Giá bán không cao, chi trên dưới giá thành sản xuất, thế nhưng giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn cao hơn từ 37 đến 43% so với giai đoạn trước năm 2020. Trong khi về thị trường, nguy cơ thịt nhập giá rẻ tràn vào, người tiêu dùng cũng giảm ăn thịt và chuyển sang các thực phẩm khác, khiến cho chăn nuôi nội địa đối mặt ngày càng nhiều khó khăn. Hiện chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ vẫn chiếm đa số trên 90% và người dân chưa thực sự chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, chưa có phương pháp quản lý khoa học nên đã làm giảm năng suất, chất lượng, giảm khả năng kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và tiếp cận thị trường. Người chăn nuôi còn hạn chế về kiến thức khoa học và chưa mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn do thiếu nguồn vốn lớn. Những điều này đã dẫn đến việc các địa phương chưa hình thành nhiều chuỗi liên kết sản phẩm ổn định, bền vững giữa người sản xuất và người tiêu thụ, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, sản xuất chưa gắn với giết mổ, chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm, năng suất và chất lượng con giống chưa cao, làm giảm năng suất, chất lượng, tính đồng nhất của các sản phẩm chăn nuôi. Trải qua năm 2023, ngành chăn nuôi đã phải oằn mình để chống đỡ với những nghịch cảnh do tình hình thế giới cũng như là ở trong nước gây ra. Năm 2024 cũng dự báo là năm khó khăn không kém. Để phân tích rõ hơn những thách thức, những khó khăn này, xin mời quý vị trở lại với cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên cục trưởng, nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi. Nhìn ở mặt khó khăn của đề án khi đi vào triển khai thực hiện, trong bối cảnh kinh tế nói chung cũng như là thị trường thịt nói riêng có những bất thuận, ví dụ như là ở thị trường Mỹ đang dư thừa thịt lợn, hay là Trung Quốc láng giềng của chúng ta thì lại đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng dư thừa thịt lợn. Vậy thì việc đề án được triển khai cũng như những mục tiêu đặt ra khá là cao, liệu rằng là những cái thứ mà chúng ta đã đặt ra như vậy thì có khả thi hay không? Chắc chắn là thách thức và khó khăn là rất nhiều. Cho nên là ta kết hợp những cái việc ta làm tốt những cái giải pháp. Đấy, bốn nội dung của đề án như thế. Tất nhiên là đề án thì trong nội dung đề án và mục tiêu của dự án không phải là chỉ có việc xuất khẩu. Mà nếu ta không làm tốt cái thị trường trong nước thì ta mất ngay thị trường trong nước. Chỉ nói xuất khẩu. Bây giờ thị trường mở rồi. Thịt, trứng, sữa sẽ tiếp tục vào Việt Nam và các nhà chăn nuôi, các nhà kinh doanh ở Việt Nam chết ngay trên thị trường của Việt Nam. Vì vừa rồi là cái chế biến của mình nó rất là ít. Ta chế biến nó chỉ sơ sơ thôi. Đấy, cho nên bây giờ phải tăng cường cái chế biến sâu. Muốn nâng cao cái giá trị sản phẩm của ngành chăn nuôi nói chung thì phải chế biến sâu. Và chế biến sâu thì mới có hiệu quả. Chứ còn thì bây giờ một số sản phẩm ta đang xuất thô. Đấy, hoặc là trước đây ta sản xuất, ta xuất khẩu theo cái dạng tiểu ngạch như xuất lợn sống chẳng hạn. Nó không hiệu quả và nó rủi ro rất nhiều. Và đặc biệt là kiểm soát an toàn dịch bệnh nó cực kỳ khó. Vâng, về những khó khăn nội tại như ông vừa chia sẻ, vậy thì ông nhìn nhận về vấn đề này như thế nào và liệu rằng là chúng ta có thể tháo gỡ được những khó khăn này theo như những đề án và mục tiêu đề ra hay không? Cũng phải nói là đối với này, tất cả các khâu đều cần phải cùng giải quyết đồng bộ. Chứ nếu mà khâu sản xuất làm tốt, khâu vận chuyển không làm tốt hay khâu giết mổ, chế biến không làm tốt thì nó sẽ ảnh hưởng cả một cái chuỗi. Bây giờ là trong một trong những cái nội dung của đề án này là sản xuất theo cái chuỗi truy xuất từ nguồn gốc sản phẩm, tức là cái liên kết trong sản xuất. Đấy, liên kết dọc, liên kết ngang. Thứ nhất là an toàn dịch bệnh đã, sau đó là an toàn thực phẩm. Chứ còn nếu cứ để giết mổ nhỏ lẻ tràn lan, hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, người ta có một cái giai đoạn. Ví dụ giai đoạn là cho đến giờ phút này thì không có cái giết mổ động vật sống trong nội thành. Đấy. Các tỉnh khác cũng cần phải làm như thế, tất nhiên là phải có lộ trình. Ngày một ngày hai không làm việc này. Thế cho nên là muốn làm được việc này, đấy có thể chế rồi. Có chế tài rồi, trung ương vào cuộc rồi thì địa phương phải vào cuộc và phải đưa vào những cái tiêu chí, ví dụ tiêu chí trong nông thôn mới hoặc là tiêu chí ở bất kỳ một cái xây dựng gì, ta đưa những cái tiêu chí vào thì bắt buộc cái người dân hoặc lãnh đạo ở địa phương đấy phải thực hiện, từ lãnh đạo thôn cho đến xã cho đến huyện. Vâng, bây giờ thì là một câu hỏi có tính dự báo cho năm 2024, là một người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý ngành chăn nuôi. Thì theo ông, năm 2024, chăn nuôi của chúng ta sẽ ra sao? Sẽ có những khó khăn, có những thuận lợi đáng kể như thế nào và đặc biệt là cần phải chú ý? Thực chất ra thì cũng phải nói là khó khăn lớn nhất. Thì ta vẫn sản xuất, vẫn mang tính chất tự do. Chưa có một cái
quản lý và có chưa có một cái tính là dự báo chưa kịp thời đã về mặt kể cả sản lượng, về mặt thị trường. Và như vậy thì luôn luôn nó mất cân đối giữa cung với cầu. Thứ hai là chính vì cái khối sản xuất nông hộ nó vẫn còn lớn mà chưa chăn nuôi được mang chất chuyên nghiệp thì vẫn cứ theo phong trào đắt thì nuôi mà rẻ thì bỏ trường, cho nên luôn luôn nó rơi vào tình trạng mất cân đối giữa cung với cầu. Thứ hai là khó vẫn tiếp tục là giá thức ăn như thế này và trong những cái xung đột vũ trang quốc tế, cho nên giá thức ăn khó có thể gọi là giữ đã quý rồi chưa nó có thể là hạ xuống được. Đặc biệt nữa phải nói là dịch bệnh vẫn luôn đe dọa, vẫn luôn luôn xảy ra hai cái bệnh mà phải nói là quan tâm nhiều nhất. Một là đối với gia cầm là dịch cúm gia cầm vẫn có thể diễn biến phức tạp. Thế rồi là dịch tả lợn châu Phi. Cho đến giờ phút này cũng phải nói là ví dụ năm 2023 vừa rồi 44 tỉnh xảy ra dịch tả lợn châu Phi vẫn có đe dọa rất là nhiều. Cho nên cái mức độ an toàn dịch bệnh cũng chưa kiểm soát được dịch bệnh. Đấy. Chiến lược có rồi, thể chế có rồi. Nhưng mà vấn đề để đáp ứng được cái việc đó thì ta phải có những cái giải pháp kịp thời cho cái việc đấy, từ cái tiền vốn tín dụng rồi cho đến đất đai nữa. Cũng phải mong rằng là như ban đầu tôi nói, chính quyền địa phương vào cuộc, đồng thời người chăn nuôi, chính quyền từ trung ương đến địa phương vào cuộc thì sẽ chắc chắn sẽ làm được. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Đẩy mạnh sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học sẽ góp phần phát triển một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, an toàn và bền vững. Ý kiến nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu tại diễn đàn thực trạng sản xuất, kinh doanh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam và giải pháp phát triển bền vững do Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp tổ chức mới đây. Trong sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sâu bệnh, tăng năng suất cây trồng. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc và đặc biệt là thuốc hóa học có thể gây ra nhiều hệ quả không mong muốn về an toàn thực phẩm, môi trường, hiện tượng kháng thuốc, bùng phát dịch và sức khỏe con người. Vì vậy, việc đẩy mạnh sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học sẽ góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, an toàn và bền vững. Thì trước mắt là mình được là không có tăng cái chi phí sản xuất. Rồi cái thứ hai nữa thì cũng giảm cái ảnh hưởng đến sức khỏe cho người lao động, đồng thời môi trường tự nhiên. Cái thứ ba nữa là nó ra được cái sản phẩm là không có dư lượng là cái chất hóa học trong sản phẩm, là thì thành ra nó an toàn cho người tiêu dùng. Tại diễn đàn thực trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam và giải pháp phát triển bền vững do Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nghiệp thông tin các quy trình trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xu hướng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học ít gây hại cho môi trường trong sản xuất nông nghiệp tương lai, chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả trong sử dụng thuốc sinh học trong cây lúa, cây ăn trái đối với môi trường và sức khỏe người nông dân. Theo cái hướng chủ trương của nhà nước, thì sẽ giảm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học và tăng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Thế nhà nước cũng đang có những chính sách là loại bỏ một số loại thuốc độc hại mà thế giới người ta loại bỏ. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, thời gian qua, Cục ưu tiên thực hiện đăng ký các loại thuốc sinh học, thuốc thế hệ mới an toàn, ít độc, có hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến con người, vật nuôi và môi trường. Trên cơ sở đề án phát triển sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Như vậy chúng ta hiểu rằng là chúng ta phải được đăng ký trong mục trừ chúng ta mới được phép xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh, buôn bán và sử dụng. Thì trên cơ sở đó chúng ta thấy rằng là cái thuốc sinh học cũng nằm trong các cái quy định của thuốc hóa học mà chúng tôi cũng đã đưa trong danh mục, và toàn bộ các thông tin về đăng ký, về phạm vi sử dụng, tên thương phẩm, tên nhà sản xuất và thành phần hóa chất đều được đăng ký trong cái danh mục này. Thời gian tới, ngành bảo vệ thực vật sẽ tăng tỷ lệ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam lên 30% so với tổng số thuốc bảo vệ thực vật, tăng lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học lên 30% so với tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng. Ít nhất 80% địa phương được tập huấn để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Phấn đấu đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học dẫn đầu trong khu vực.